Đảng chính phủ vất vả lo toan, mong cho dân bình an vô sự, từ trẻ già nam nữ nghe theo, tay khẩu trang mình đeo bảo hộ, nên ở nhà đi bộ canh nhau. Hết mùa dịch về sau sẽ tính à ơi, bao tấm lòng người lính sông pha, mong nằm giường người nhà dân ở, tình nguyện viên hơn hở tiên phong. Vượt khó khăn tấm lòng nhân ái ơi, người Việt Nam sáng mãi nhân văn. Khó khăn chia sẻ ơi, một ngày nào rồi sẽ vượt qua, đất nước ta corona tan biến, đại dịch này thành chuyện quốc gia. Khiến mọi người dân ta ý thức ơi, cùng đoàn kết ra sức chung tay, không để dịch lan lây ra mai, thương tình dân Bắc Hải Bồn Châu. Khó ghê lắm ạ, Bồn Châu. Corona gieo sầu thảm hại, khiến toàn cầu xích lại gần nhau. Corona sẽ mau tan biến à ơi, à ơi, con cách ly thêm khiến mẹ lo. Có chính phủ nhường cho cơm áo à ơi, à ơi, bình minh lên giống bão đi qua, đất nước ta corona sẽ hết.